ta. Kệ, không có cũng không sao. Chào thầy. Bữa nay thầy cho lớp làm kiểm tra cho nên thầy phải chấm bài. Nhưng mà thầy mới đọc có 2-3 bài thầy bị qua mắt. Bây giờ con đọc cho thầy nghe rồi thầy chấm ha. Con đọc hả thầy? Ừ. Dạ. Bài thơ Việt Bắc Tố Hữu. Mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong dạ. Bồn tròn bước đi, áo chàm đưa buổi phân ly. Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Mình đi có nhớ những ngày mưa nguồn suối lũ, những mây cùng mù. Mình về có nhớ chiến khu, miếng cơm chấm muối, mối thù nặng dai. Mình về rừng núi nhớ ai, trám bùi để rụng, mang mai để già. Mình đi có nhớ những nhà hát hiu lau xám, đậm đà lòng son. Mình về còn nhớ núi non, nhớ khi kháng Nhật thở còn diệt binh. Mình đi mình có nhớ thôi, mình thôi thôi. Dạ sao thầy? Bữa nay mình học tới đây đủ rồi, mình nghỉ ha. Nghỉ sớm như thầy đang học mà. À, thôi ngưng được rồi. Bữa nay thầy có công chuyện. Trời ơi tiếc quá. Tự nhiên bữa nay con thấy con ham học văn ghê mà tự nhiên thầy nghỉ sớm có công chuyện. Vậy thôi, con về. Trả cho thầy. Khoan đã. Dạ. Cái gì vậy thầy? Tí xíu nữa là con đạp nát viên phấn của thầy rồi. Trời ơi, thầy làm con hết không? Thì nát viên này thì mình mua viên khác. Với người khác thì có thể nó chỉ là một viên phấn. Đối với những người làm công việc trồng người thì phấn là một vật vô giá. Trời, có viên phấn thôi. Nói gì mà nhức đầu vậy trời. Thôi con về được rồi đó. Dạ. Có hộp phấn thôi mà cũng quý. Triết lý này kia nọ nghe bắt mệt. Bây giờ không có phấn, thử coi thầy dạy bằng cái gì.